Dậy đi em đừng ngủ dây dưa. Ờ. Dậy ra coi và muốn ra qua. Má ơi, lấy cái đau cửa hết rồi, đau cửa. Hết rồi đó, hết rồi đó. Ê, dậy. Dậy đi. Dậy đi mấy đứa, dậy, về, dậy. Về nhà, về nhà mấy đứa, về nhà, về nhà. Dậy rồi, dậy rồi. Dựng sập nhà. Bà chồng sai. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa. Con bé em nằm ngủ mê mệt trọng. Bà chị vô phải ngồi xuống kia mới được chứ. Cái nhà này nhà vía của chương trình này. Nhà này nhà vía nè. Số nào cũng có. Số nào cũng có mà mỗi lần có nói là có rắc rối. Nó vô núp cỡ này thì sao không còn nói gì được nữa. Bây giờ cái chương trình này nó coi thường khách mời. Nó không coi hoàng thượng ra gì. Đừng có nói quan. Đừng có nói quan cho bé số 7. Cái ba từ đầu tiên bé nó có nhép dày đi em nó mới thụt xuống ngủ đừng ngủ dây dưa. Em thấy chương trình càng ngày hơi càng kỳ cục rồi đấy. Cái gì vậy trời? Thôi ơi trời. Rồi đi về. Cảm ơn em. Cái gì vậy trời? Trời ơi trời, Quân Ân nó bẹo gan tôi nè trời. Ủa? Trời ơi trời, chưa bao giờ thấy chơi game show chưa đi quýnh ghen vậy đó. Tôi đi thập thò đi đứt. Em ơi mà thật ra bé làm đúng mà. Ủa anh? Bài trộm nhìn nhau, đôi khi trộm nhìn nhau. Siêu diễn bé là đứa nào diễn? Bé phải trộm nhìn chứ. Bây giờ sau khi xem xong nè. Qua số 2 khỏi nó số 1 không biết cái gì mà nói đâu. Qua số 2 các em phải nhìn thấy cái cây nó rung rinh, mình thấy cái độ rung của nó thì mình biết là cái hơi của thằng nhỏ nó phát ra cỡ nào chứ. Anh ơi, anh nhìn cái độ rung của cây chỉ biết là nó bị Parkinson hay không đâu. Anh nghĩ sao mà. Vậy thì bây giờ mời nhỏ số 4. Đây, con bé số 4. Làng bé nãy đường ta trộm nhìn á. Nè nha, bây giờ mà hai đứa đảo vị trí cái đồ tán gì mặt kìa. Để coi con bé nó nhép bài gì. Tao coi mày nhép bài gì nghe. Coi cái hoàn cảnh quy định có phù hợp hay không. Đố mày kiếm được thêm bài có lùm cây đó. Bước lên cái cây nên chặt cái cây liền. Mời em gái số 4. Trời xa mưa nhu, trời xa mưa nhu, cho mèo đi cầu, cha bắc qua sông để mẹ về nước tuột dây. Trời xa mưa giông cua buồn, con bài đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặt dòng sông nên không có tiếng đò. Trời mưa mà. Trời táo cái chương trình này. Trời mưa mà. Chương trình trời táo. Em ơi hết mưa rồi về chỗ đi em. Cái quan biên tập trời táo, trời đẻn. Trời táo. Trời không có được phá hoại. Ví dụ mà trời mưa, cái nhà mình đang quay ra vậy cho mọi người con cũng được vậy nè. Ví dụ như cái vậy hát vô hát nè. Mưa giông nè. Ví dụ như 2 3. Trời xa mưa giông. Cũng được vậy. Trời đất ơi. Sao không kêu tụi em đi vào trong nghỉ ngơi đi chờ bạn nhép xong rồi ra. Bà biên tập ăn bao nhiêu tiền của Điền Quân một tháng mà dốc công mà mài ốc mà ra để mà làm cho đầu tư dữ vậy. Biết đâu bà biên tập là vợ của ông chủ. Một cái vấn đề nữa. Vấn đề gì? Ủa nàng qua đây rồi hả? Là cái bà biên tập bà có vấn đề cấu kết với anh hai Lam Trường. Mình có anh rồi. Rồi từ góc này mắt tiền thoáng mát. Yeah. Có thể nhìn thấy được cái trời xa mưa giông bên kia. Bên đây nè, lên đây nè. Nếu như bà thông minh, bà có trạng đây cũng thấy được cái mầm của cậu thôi. Mừng thật đau lòng. Vậy bây giờ anh Trường, anh là cái người duy nhất mà có thể thấy được cái mé mé, cái mắp máy này nè. Anh cho mọi người biết cái cảm nhận của anh thế nào. Nhưng bây giờ anh ức quá, anh chắc không trả lời được sao giờ. Sao anh ức? Anh quá ức luôn. Tại vì từng ngày đi gian anh không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại là 59 tuổi mà diễn ngây thơ. Cái này đúng rồi. Bỏ chúa liền. Anh có thấy nhếch miệng nhưng mà anh không hiểu tại sao. Là chỉ có một mình anh thấy là anh không biết tại sao thôi. Tại vì người ta yêu thương anh.
Đúng rồi. Ba biên tập là một con khen của anh. Có khi nào là cái bà mà mình lấy thì tôi con Ngân biên tập. Đúng rồi. Phải không? Có bà ngày xưa. Đúng rồi. Ba biên tập không phải tên là Ngân. Mà tên là... Không, Trâm Anh là bộ cũ. Không phải em. Cô mẹ phen. Đúng, đúng rồi đó, con mẹ phen năm xưa. Đó lý do bây giờ là mới tuổi con Ngân trà trộn với Điện Quân làm. Mà còn có biết cái chuyện U Minh nữa bác Tước. Đúng rồi. Bác Tước. Đúng ngay chị luôn. Cho bà đó. Thấy mong không, không cho thấy cái mặt. Chúng tôi đã hãnh diện thì trong đội chúng tôi có anh Hai Lâm Trường. Chiến thắng gần như là 90%. Thôi, hồi nãy đáng lẽ làm như vậy thì đội tôi rồi đỡ tức. Thí dụ chui vô trong này đeo cái hình của bà đây. Tôi thấy bà. Tôi thấy là tôi chạm đây là tôi nhìn thấy bà. Mà thí sinh gì khi biết mình đứng trong đó thì nghệ sĩ không thấy mà vẫn chui vô. Loại. Vậy thôi em. Chị bưng cái nhà ra chi vậy? Thì đó khung cửa sổ nè. Cảm ơn em. Ôi, chương trình thật là diệu kỳ, nhiễm màu. Em ơi, như vậy là đã ưu ái lắm rồi nha em. Nhân vật huyền thoại này lúc vòng 1 thấy rất là có niềm tin là hát hay. Tại sao anh ta lạng vào trong cái ngôi nhà đó? Có cái gì ám ở trong đó mà anh ta hát dở dữ vậy? Tôi thấy dở dữ vậy trời. Thanh Phan, cho tôi một câu. Giữ vững lập trường là hát không hay. Đúng, lần này tôi theo Thánh Phán, hát không có hay. Quỳnh Anh sao em? Em bị phân vân giữa hai cái luồng ý kiến nhận xét á. Tại thực sự lúc mà diễn thì em thấy anh ấy bàng hoàng lắm, nhưng mà cái cách mà anh ấy Ngân ấy, có cái phần nhạc trong đó nha, cho nên là đang vẫn là ẩn số với em. Tại vì có một cái lý do này để nói cho mọi người hiểu này. Anh này nếu như mà để em tự nhiên á, anh cầm cái đờn sẽ cầm đi vô. Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Dạ thì ok. Ông đi tới đây. Ông đi tới đây là ông nhớ lại. Ông nhớ quỹ biên tập. Tới đây thôi. Đứng lại. Là bắt đầu ông đứng về. Phải cây chen nghe mặt. Đó. Đúng rồi. Biên tập nó dặn vậy. Cho nên lúc đó ông bị đơ. Đó, là ông cố diễn hết rồi. Chứ thật ra nó hay. Có nghĩa là trong tiếng hát có sự nguyền rủa. Ức 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 ức. Rồi cái nhà này nữa nè. Lên đi anh. Ủa siêu diễn mà. Tôi nói thiệt ra đây cưng. Đâu có gì anh gì ơi không? Anh em nói thiệt anh nghe, cái nư của em là từ đây đến cuối chương trình em giật sập cái nhà này đó, em nói thiệt. Đừng có giật sập nhà ta. Màn bé nó hát đúng chứ bộ, bài hát cái lời nó sao? Con ngồi đây con nhớ mẹ thì nó phải ngồi xuống mới nhớ mẹ được chứ. Mắt mới gì mà ngồi hơn trước chạy vô nhà mới nhớ chứ ra ngoài đường ngồi nhớ người ta tưởng trẻ mồ côi thì sao. Hay lắm, mời em đi chỗ. Trời ơi thằng nhỏ dễ thương hết biết. Tại tụi em không thấy thôi, chứ anh đứng bên góc nghiêng này anh nhìn thấy rất rõ. Không những nó ngồi không, nó còn khóc nè em. Trời ơi vậy hả? Nhớ mẹ mà ngồi khóc. Đâu quá trời động đó. Ngồi nhớ mẹ khóc, che giấu thân phận. Như vậy là cái gì? Xạo sự. Mà những người xạo sự chúng ta nên đấy. Không, không nên làm như vậy. Nếu làm như vậy khán giả người ta nói mình bất lực. Mình không đoán được cho nên mình loại người ta sao? Đồng ý với anh, em sẽ đổi ý kiến. Ừ. Vẫn loại. Nhưng ít ra lúc thằng bé nó vừa mới vô nhà nó còn hát được câu đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ. Rồi sau đó nó nhớ mẹ nó mới ngồi xuống nó hát và nó khóc. Con lên luôn mọi người ơi. Ôi bà gì á? Về quê thăm này. Về kìa. Về quê thăm kìa. Trời ơi. Trời ơi. Chết rồi.